Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Hội thảo khoa học về phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trao thưởng cho ban chuyên án triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Phần tin thời sự quốc tế. Mỹ tiếp tục tấn công phá hủy các bệ phóng tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen. Đại sứ quán Nga tại Mỹ yêu cầu tăng cường an ninh khi bầu cử tổng thống Nga diễn ra vào tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 1, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Hội thảo khoa học nhằm nghiên cứu và quán triệt các quan điểm chủ đạo của Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, từ thực tiễn, lý luận, các đại biểu dự hội thảo đã cung cấp nhiều góc nhìn đa dạng về công tác phòng chống tội phạm theo chức năng của từng ngành, từ đó nhận diện đầy đủ hơn các khía cạnh của công tác phòng chống tội phạm, góp phần tìm ra các giải pháp hiệu quả phù hợp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm. Tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo tại hội thảo đã trao đổi, thảo luận những nội dung trọng tâm về quan điểm chủ trương phòng ngừa tội phạm, lý luận phòng ngừa tội phạm, phân tích đánh giá nhận diện và dự báo tình hình tội phạm, đánh giá kết quả việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm trong thời gian qua phân tích, làm rõ căn cứ để đề xuất những giải pháp mang lại hiệu quả và cần bổ sung những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Phát biểu tham luận tại hội thảo, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết, với phương châm kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh, lấy phòng ngừa là cơ bản, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo phù hợp trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Nhiều địa phương đơn vị đã lựa chọn các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phát huy được tính chủ động, ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Năm 2023 vừa qua, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 7,5% so với năm 2022, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, không để phát sinh các loại tội phạm có tổ chức, nhất là hoạt động của băng nhóm, không có các tụ điểm tệ nạn xã phức tạp. Những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu năm bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, bài học quan trọng hàng đầu là phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của chính quyền trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh chấn áp tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là cơ bản theo phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố phát sinh tội phạm. Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn xác định phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài, đạt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an với mục tiêu kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, bảo đảm thực chất, căn cơ và bền vững. Giải pháp trọng tâm là lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho các cá nhân, gia đình và xã hội. Chiều ngày 18 tháng 1, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hàm Rồng về kết quả hoạt động năm 2023 và những kiến nghị đề xuất của cán bộ hội viên câu lạc bộ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, nguyên trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, chủ nhiệm câu lạc bộ Hàm Rồng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hàm Rồng. Tại buổi làm việc Đồng chí Phạm Văn Tích, chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng, đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của câu lạc bộ trong năm vừa qua. Năm 2023, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Câu lạc bộ Hàm Rồng tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích kết quả, thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức lễ mừng thọ cho các hội viên từ 70 tuổi trở lên, các buổi sinh hoạt thời sự chính trị chuyên đề, các cuộc tham quan tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của các địa phương trong và ngoài tỉnh, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng cũng khẳng định, mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn thách thức, song ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy đã đoàn kết chủ động trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Điều này đã tạo ra niềm tin lớn, khí thế phấn khởi trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng nói riêng, tạo đà cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng cũng nêu một số kiến nghị đề xuất của các tổ hội viên, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giải quyết. Tại buổi làm việc, các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp thông tin giải đáp các kiến nghị đề xuất của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng thuộc thẩm quyền Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng đối với tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Điều này thể hiện sự trăn trở trách nhiệm của các thành viên Câu lạc bộ Hàm Rồng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định những ý kiến của Câu lạc bộ Hàm Rồng là những thông tin hữu ích giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh có thêm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Với số lượng đông đảo và chất lượng hội viên cao, câu lạc bộ Hàm Rồng đã có những đóng góp vào thành tựu và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng cho biết, thời gian của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ còn lại là rất lớn. Dự báo năm 2024 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các đồng chí lãnh đạo tỉnh xác định đây là năm tăng tốc và về đích đối với những mục tiêu có thể hoàn thành trước thời hạn. Do vậy, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy xác định tinh thần đoàn kết với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, quan tâm thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ quan trọng như giữ vững ổn định chính trị xã hội, tốc độ tăng trưởng đạt 11% trở lên, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 chuẩn bị tốt các điều kiện cho các nhà đầu tư lớn xúc tiến thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng giải đáp các thông tin mà các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng quan tâm đề xuất kiến nghị, đồng thời trân trọng cảm ơn câu lạc bộ Hàm Rồng đã luôn quan tâm đồng hành cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn ban chủ nhiệm và hội viên câu lạc bộ luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống để đạt được nhiều thành tích hơn trong năm mới 2024. Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, khoa học dân chủ, trách nhiệm và thống nhất đồng thuận rất cao. Sáng nay Quốc hội khóa 15 đã bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, xem xét quyết định theo trình tự thủ tục rút gọn và nhất trí cao, thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Xem xét quyết định các vấn đề về tài chính ngân sách, cho phép phân bổ sử dụng gần 64.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ dự án thuộc năm lĩnh vực quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông, trong đó dành gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông trọng điểm. Đối với luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện đảm bảo ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống khẩn trương xây dựng ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo của các bộ cơ quan ngang bộ, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn việc chuyển tiếp. Về luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ chú trọng công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, khẩn trương nghiên cứu tiếp tục đề xuất hoàn thiện pháp luật về ngân hàng nhà nước, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và pháp luật có liên quan để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện các quy định của luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cho biết, những vấn đề tài chính, ngân sách được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm, thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, nhất là hệ thống đường cao tốc, đường ven biển, cảng hàng không, các dự án liên kết vùng, có phần hoàn thành mục tiêu có hơn 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển để cùng chính phủ các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, giai đoạn 2021-2025 đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Sáng 18 tháng 1, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2023 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là trường đại học công lập đa ngành, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đào tạo 21 ngành đại học và 3 chuyên ngành thạc sĩ, một chuyên ngành tiến sĩ. Hàng năm, trường tuyển sinh khoảng 2.500 sinh viên học viên. Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đại học năm 2021 đã hoàn thành kiểm định 8 chương trình đào tạo. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, trường đã và đang thực hiện 14 đề tài cấp tỉnh. Hầu hết các đề tài đều được ứng dụng trong đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý tại trường. Nhiều đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn quản lý, sản xuất và đời sống. Trường đã xây dựng được các nhóm nghiên cứu và nhóm chuyên gia thuộc các lĩnh vực là thế mạnh. Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, nhà trường đang hợp tác với các đối tác truyền thống như Philippines, Ba Lan, Hàn Quốc, đồng thời mở rộng hoạt động hợp tác với các đối tác mới tại Đài Loan trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, quản trị đại học, chuyển đổi số trong thư viện, tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế và các chương trình giao lưu văn hóa. Mục tiêu của nhà trường đến năm 2030 xây dựng được một đến hai nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực liên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Có 70% đề tài khoa học công nghệ được ứng dụng trong đời sống, có 2 đến 3 đề tài cấp bộ và cấp nhà nước, có 25% trở lên số lượng bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Web of Science Scopus. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang biểu dương ghi nhận đánh giá cao kết quả Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua trên lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục giữ vững phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, tạo tiền đề cơ sở để phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, nhà trường cần chủ động và tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch, khẳng định vai trò vị thế của nhà trường trên các lĩnh vực có thế mạnh. Đối với các kiến nghị đề xuất của nhà trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận và giao các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xem xét, giải quyết, tạo điều kiện cho trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2045, nhà trường trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội có uy tín của khu vực Nam Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, đào tạo các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch nằm trong tốc đầu của cả nước. Sáng nay ngày 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương đã được triển khai hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan đơn vị địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo chỉ đạo tăng cường hiệu lực hiệu quả của lý nhà nước về quốc phòng công tác giáo dục quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới thực lực tiềm lực thế trận quốc phòng được tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc được nâng lên sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc phát biểu tại hội nghị đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Năm 2023, công tác quốc phòng địa phương được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ đến các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập mới tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tiếp tục xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững mạnh và sở chỉ huy diễn tập cấp huyện. Chỉ đạo 100% xã phường thị trấn tổ chức thành lập và ra mắt chi bộ quân sự và hoạt động theo quy định, quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác xây dựng quản lý giáo dục, huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tại hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Chiều ngày 18 tháng 1, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen và thưởng 100 triệu đồng cho ban chuyên án TH823 vì đã có thành tích triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023 tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, ban chuyên án TH 823 do đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Công Vang Siông, sinh năm 1987, quốc tịch Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ 12 bánh heroin, 22.400 viên ma túy tổng hợp. 12,1 kg ketamin với tổng trọng lượng khoảng 21,1 kg, một khẩu súng ngắn, 100 viên đạn và một số tăng vật khác. Với thành tích xuất sắc của các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy khu vực biên giới, góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định trao tặng bằng khen cho tập thể đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo và 6 cá nhân thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại buổi lễ đại diện lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa cũng đã tặng hoa chúc mừng thành tích của các đơn vị biểu dương những nỗ lực bền bỉ vượt khó khăn nguy hiểm của các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong những năm qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu thanh tùng khẳng định những chiến công của bộ đội biên phòng thanh hóa cục hải quan thanh hóa và công an thanh hóa đã thể hiện đường hướng lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh trong giữ gìn bình yên cho cuộc sống nhân dân Đồng thời là sự cống hiến hy sinh đáng quý của các lực lượng làm nhiệm vụ. Trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ đội biên phòng Thanh Hóa cần bám sát chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh điều tra xử lý nghiêm các vi phạm trên cơ sở dự báo sát đúng tình hình, lập phương án chắc thắng an toàn, tăng cường phối hợp với nước bạn Lào và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng siết chặt tuần tra biên giới kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung nâng cao năng lực nghiệp vụ, trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách để chia sẻ kịp thời, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Trưa ngày 8 tháng 1, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Lê Anh Xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng dân thành phố Thanh Hóa dự buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của thành phố đồng thời khẳng định những kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Thanh Hóa nhiều vấn đề được các cơ quan báo chí vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao định hướng thông tin rõ ràng tạo được hiệu ứng xã hội tích cực và thiết thực trên nhiều lĩnh vực đại diện các cơ quan báo chí cũng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cảm ơn thành phố thanh hóa đã quan tâm phối hợp cung cấp thông tin đồng thời mong muốn thành phố thanh hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin kịp thời phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn cũng như quan tâm giải quyết xử lý hiệu quả những nội dung báo chí phản ánh Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, gửi tới các nhà báo phóng viên lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp đón xuân Giáp Thìn năm 2024. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí tiếp thu và làm rõ một số nội dung lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí phản ánh tại buổi gặp mặt. Đồng thời, mong rằng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai về việc phối hợp tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khai thác tại các cảng hàng không. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải ra soát, yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi đến cảng hàng không, lập kế hoạch tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi đến các cảng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không. Các tỉnh thành nêu trên ra soát yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ, tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi đến cảng hàng không. Địa phương chỉ đạo các cơ quan đơn vị thanh tra kiểm tra, công an địa phương phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Khẩn nguy, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định. Để bảo đảm vận hành cung ứng điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Xuân Giáp Thìn 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động đưa các giải pháp cụ thể đồng bộ. Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị điện lực trực thuộc phải bảo đảm vận hành cung ứng điện ổn định, an toàn từ 0 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 Tết, đến hết 24 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày 5 năm Tết, trừ trường hợp xử lý sự cố, đồng thời ưu tiên nguồn điện cấp cho các trạm bơm thủy nông để chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ cho bà con nông dân lấy nước đổ ải, gieo cấy vụ chiêm xuân 2024. Công ty đã lập và thực hiện kế hoạch cấp điện phục vụ cho sản xuất tiêu dùng phù hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, nhà kho, bên bãi đặc biệt cho các khu vực trọng điểm như trụ sở cơ quan đảng ủy, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố, công an quân đội, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, đài truyền thanh truyền hình các địa phương, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, những điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới. Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo vận hành và sửa chữa điện 24 trên 24 giờ, quan tâm đến chế độ vật chất tinh thần cho lực lượng trực Tết. Trong đó, cần phải chú trọng đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc liên tục phục vụ cho điều hành hệ thống điện, mạng máy tính và hệ thống SCADA tại trung tâm điều khiển xa. Với quyết tâm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về điện cho khách hàng, đến nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành tất kế hoạch cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Ngày 18 tháng 1, tại huyện Ngọc Lạc, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thạch Lập tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm đầu tiên được Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở cụm miền núi. Xã Thạch Lập có hơn 2.900 thanh niên, chiếm gần 24,7% dân số. Số thanh niên đang tham gia sinh hoạt tại địa phương là 297 thanh niên, được tập hợp ở 13 tri hội, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 67,5%. Những năm qua, hội viên thanh niên luôn năng động sáng tạo, tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi trồng trọt, hăng hái tham gia các chương trình, các phong trào thanh niên tình nguyện, qua đó đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề hành động bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo tình nguyện, hội nhập. Hội Liên hiệp Thanh niên xã Thạch Lập tiếp tục bám sát nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ Xã lần thứ 22 của hội cấp trên nhiệm kỳ 2024-2029, phát huy tinh thần sung kích, đẩy mạnh các phong trào của hội, tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực văn hóa chính trị tư tưởng, đồng thời củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hội thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, tăng cường giáo dục, tạo nền tảng tư tưởng trong sáng trong thanh niên, chăm lo đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp phát huy vai trò sung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng đoàn vững mạnh. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1, đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vân Du nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vân Du phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mặt trận tổ quốc thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến 2.620 m2 đất ở mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi hiến 19.600 m2 đất sản xuất để làm đường nội đồng, huy động đóng góp trên 27,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng ở các khu phố. Đến nay đã có 86% các tuyến đường nội khu bê tông hóa và đường điện chiếu sáng, có 13 trên 13 khu phố lắp đặt camera an ninh, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nhà sạch vườn đẹp để nâng cao chất lượng đô thị. Phần đấu đến cuối năm 2024, thị trấn Vân Du được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 với 8 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái cùng với cả nước, những năm qua mà trận tổ quốc huyện Lang Chánh luôn chung tay chăm lo hộ nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2023, tổng số nhà làm mới và sửa chữa là 29 nhà, với tổng trị giá 1 tỷ 830 triệu đồng, trong đó trích từ quỹ vì người nghèo cấp tỉnh, cấp huyện làm mới 11 nhà, các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ làm 18 nhà, trong đó làm mới 17 nhà, sửa chữa 1 nhà. Bên cạnh đó, từ nguồn trung ương và tỉnh hỗ trợ, nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đối tượng theo quy định nguồn xã hội hóa vận động từ các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tặng 4.066 xuất quà trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức và trao 100 xuất quà nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Lăng Chánh còn thực hiện tốt việc chi trả chế độ, trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công theo quy định, tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhân dịp 27 tháng 7. Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề, những ngày này ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp ủy chính quyền huyện lang chánh đang xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để người nghèo vui xuân đón tết với sự chung tay góp sức của cộng đồng đã và đang góp phần mang đến cho người nghèo những phần quà đầy ý nghĩa từ đó giúp họ vơi bớt khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống Thời gian gần đây diễn ra tình trạng các tổ chức cá nhân tự ý mở đường đấu nối che phép ở một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa được các cơ quan có liên quan xử lý triệt đề. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 tuyến quốc lộ với chiều dài 1.299,8 km. Mặc dù ngành giao thông vận tải cùng với các địa phương có quốc lộ đi qua đã tích cực thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, có phần nâng cao chất lượng khai thác các công trình đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuy nhiên hiện vẫn xảy ra tình trạng các tổ chức cá nhân tự ý mở đường đấu nối với các tuyến quốc lộ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thanh hóa nhưng một số địa phương chưa thực hiện tốt chức năng trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn để xảy ra nhiều vụ việc mở đường đấu nối trái phép với các tuyến quốc lộ, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh, địa phương, đơn vị quản lý đường bộ cần có biện pháp kiên quyết xử lý các hành vi mở đường đấu nối trái phép với các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Công an huyện Thạch Thành đã điều tra làm rõ và bắt quả tang đối tượng Trần Thị Liên, sinh năm 1979 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn đạn trì. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tăng vật của Trần Thị Liên, lực lượng công an đã thu giữ hơn 36.000 viên đạn trì, loại đạn súng hơi súng săn, một thước ngắm, 8 lò xo so súng, hai ống ngắm, 36 vòng tròn cao su, hai đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thị Xuân, sinh năm 1990 ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, thu giữ tại ký ốt và nhà của Xuân 86 kg đạn trì, loại đạn súng hơi súng săn. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trần Thị Liên đã liên hệ và mua súng săn đạn trì, các linh kiện súng của Lê Thị Xuân về để bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện. Sau khi Liên đặt hàng, Xuân sẽ đóng gói và gửi xe khách về Thạch Thành cho Liên. Hiện công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.